Chị cũng không biết nữa, chị lên đây chóng mặt hoa mắt cho nên chị ngã ở đây thôi. Chị đau ở đâu? Chị đau ở đâu quá em ạ? Em đi đâu đấy? Em đi hái rau dưới. Đi hái rau dưới này. Em dìu chị về đi, chị không đi được, mệt quá. Em đi tìm cái gậy cho chị chống. Em ngồi chỉ lấy chăn chị đó. Ừ.
quá, em đưa chị đi hiện. À, em ơi không đi nữa, mình không có xe. Ra nữa mình không đi, hay là em lấy điện thoại của chị xong rồi em gọi 115 để bác sĩ lên khám cho chị nhé. Điện thoại của chị. Alo, ở đây có phải số máy của bệnh viện trung tâm không ạ? Thôi, có một cái ốm rất nặng. Anh có thể lên khám cho chị ấy được không ạ? Dạ vâng ạ. Em đi đón bác sĩ đi, sợ bác sĩ không biết đường không? Tắt đến chưa? Rồi. Đâu mày nhỉ? Xa đấy. Chị này ốm đúng không? Vâng. Chị này ốm nào đấy? Đau đầu à? Đau bao nhiêu ngày rồi? Đau đầu là một tuần à? Bụng có đau không? Đau đầu. Đau đầu là dùng thuốc gì chưa? Chưa. Nào đỡ cô này dậy đi. Cô này gặp khám cho đau không nào? Đẹp này không có rồi. Đẹp ở dưới nách ạ. Là chỗ này để nó lo cái áp đi.
nước của lấy về khoảng nhiều. Tôi lưng nha. Để tắt ra này rồi. Không lăn này đẹp thế. Nó nhiều cá không? Ao này nó nhiều cá không? Rất đẹp nè. Đẹp không? Đó. Tâm bên này nào, dẫn cho mình như là.
ở thế nào chưa chị ơi? Đỡ hơn rồi. Để kiểm tra lại huyết áp rồi. Đó là bên xong là chỉ ở nhà cũng đáng cơm nhiều rồi nhá. Rồi mấy tiền ạ bác sĩ? Đây là 40.000 thôi. 40.000. Vâng. Đây là hai chị em à? Không phải đâu ạ. À, chị Nga là còn thấy thằng cò đưa về luôn. Thế à? Cò là mặc quần áo rất nhiều này. Còn nó bảo mà lắm. Thế à, gửi lại cái tiền này cho cháu nhá. Cháu đi mua cái áo mặt nhá. Đấy, cầm giữ đấy đi. Đấy, áo này rách này, mua cái áo mới để mặt đi. Nhá. Ừ. Cái túi này đi. Cảm ơn bác sĩ nhá. Ừ. Cháu đi chú đi. Cháu đưa chú đi một đoạn nhá. Nóng quá đến đây nhá. Ừ, thế là con về. Rồi. Chú cho mấy nghìn này coi mua quần áo mà nhá. Về. Về nhé. Đây là 150 em nhé. Trong mấy hôm chị đỡ thì chị đưa em đi mua quần áo cho em mặc. Chị cất hộ em đi. Em cất cất đi. Chị cất hộ em. Thế chị cất mấy hôm chị đỡ thì mình mới đi mua quần áo em mặc nhé. Vâng. Chị có ăn cơm rồi. Chị đỡ chưa? Chị đỡ nhiều hơn rồi. Chị có ăn cơm rồi. Em lấy một tí. Em lấy một tí. Chị cũng hơi đói. Chị có ăn cơm được. Em có ăn cơm không? Không. À, em đã từng cứu chị rất nhiều lần là chị quên chưa hỏi tên em. Tên gì ấy? Tên Huy. Tên Huy à? Vâng. Chị tên gì? Chị tên là Kết. À, em không
không có nhà ở à? Hay là em ở với ai? Em không có. Thế em cứ đi ra thăm ở đường thôi à? Ừ. Thế em về ở với chị được không? Được. Chị ăn thế thôi, chị không ăn gì nữa, em rất thịt. Em đói bụng chưa? Rồi. Thế mình đi nấu cơm ăn nhé. Chỉ nuôi vài con thôi. Chị em mình không có rau gì ăn đi, bắt con cá về ăn đi.
em lên trên kia hồ thì hái một ít cái rau chua nhá. Em đi ngồi nghỉ đi. Chị này em trong em sửa lửa hoặc chỉ đi sửa nước dùng tí, chỉ về mình ăn cơm nhé. Vâng.
Thank you.
với găng tay này. Chị ơi, nghỉ một tí nữa mệt chứ. Ừ, em mệt, em cứ nghỉ đi, chị làm được mà. Em cứ nghỉ một tí đã. Thank you.
tắm nước à? Nóng quá em đi về tắm nước trước đi chị, chỉ làm tí ở đây xong chị về. À em ơi, em đưa muối cho chị ơi. Mình đi xem anh. Em đi xong rồi em ngồi đây này. Chồng em lại đuổi em đi. Em không biết nữa, chồng em bảo không lấy em nữa. Thế á? Bây giờ em không có nhà ở, em đi lang thang. Sao chồng em vô tâm thế? Em đi lang thang thôi. Em không có nhà ở nữa à? Không. Chồng em thằng vô trách nhiệm, vô tâm thế. Thế bây giờ em không có nhà ở thì em đi ở tạm với chị một thời gian xem thế nào nhé. Vâng. Để em mình đi. Ô, em cũng đang có bầu à? Vâng. Ô, thế mà sao mà chồng em lại đuổi em đi như thế? Thế em có bầu được mấy tháng rồi mà chồng em lại đuổi đi đấy? Vâng, 6 tháng rồi. 6 tháng rồi mà vẫn đuổi đi? Vâng. Trời ơi, khổ thật đấy. Mình đi.
không đi. Ô, không có cái gì ăn nữa. Em là bây giờ mình không có cái gì ăn nữa, xong là em bầu to, em Huy được, em ở nhà. Trong nhà là Huy với chị đi thu hoạch mỗi mít đi bán này, lấy tiền mua thức ăn thì ăn hết. Đi rồi đi. Các em ở nhà trong nhà thôi chị nhé.
ăn đỏ. Cái ăn đỏ. Cái lúc này có chít xác, lúc này có chít xác. Được, cả cây vô, gây lụa. Mắt ra hả? Cái lụa vô, sạch nhau cũng vô. Cái lụa vô. Cái lụa vô. Ua này. Dưới lụa ấy, cho nhỏ ấy. Mắt ra hả? Wow, đi chân giỏi quá. Cá mọ. Cá mọ. Cô vô ra. Vô lúc. Ăn lúc. Vô lên ăn một ăn nhé. Ui. Thank you.
Em ơi, ăn bún. Chắc là đói lắm. Ăn đi.
con vịt nhà hai bà chú tận suối này nhở, thế nhở? Chắc là có ai trồng gần bờ suối nên nó rơi xuống thôi rồi á. Thank you.
đi bể mang xong mình mới về lấy nhỉ? Vâng, nắng quá nên giờ mình lấy đi không bể mang được ấy. Vâng. Trên kia nó không mình mới về lấy. Vâng. Hết rồi, không ăn nữa. Hết rồi.